Quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường có khá nhiều cây mai đẹp và lạ mắt, và trong đó có mai cúc vạn thọ, là một giống mai độc lạ và khá hiếm và được nhiều người sưu tầm, nhất là dân chơi mai cảnh. Vâng, nếu như những loại hoa mai thường sẽ có từ 5 đến 8 cánh thì mai cúc vạn thọ có tới 30 đến 50 cánh và xếp nhiều lớp như hoa cúc vạn thọ nên được gọi là mai cúc vạn thọ. Mai cúc vạn thọ có màu vàng đậm và sắc nét, nụ hoa to gấp 3, gấp 4 lần nụ hoa mai thường, nở thành từng chùm khiến người xem không khỏi trầm trồ bởi sự cuốn hút của từng bông hoa. Này được cái là cái bông nó tươi, cái hai nữa là cánh nó dày. Dày bông nó tròn đều, nó đẹp. Nó lâu tàn hơn các cái loại bông kia. Theo anh Phạm Văn Tứ ở huyện Ehleu, chủ nhân của vườn mai cúc vạn thọ, loại mai này có nguồn gốc từ Bình Định. Để có được những chậu mai vạn thọ rực rỡ như thế này, anh phải mất ít nhất 6 năm cắt, ghép và chăm sóc tỉ mỉ mới đưa ra thị trường. Giá một chậu mai cúc vạn thọ dao động từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy loại cây lớn hay nhỏ. Nói chung là cái mặt hoa này ra thị trường thì người dân là cảm thấy là lạ, đẹp. Và họ cảm thấy là thích. Nói chung là cũng có nhiều cái mà họ cảm thấy lạ, thích. Hiện anh Tứ đang tích cực nhân giống mai cúc vạn thọ để cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bởi đối với anh, giống mai độc lạ như thế này hứa hẹn sẽ đem nhiều tài lộc, may mắn hơn nữa vào mùa xuân tiếp theo.